Hôm nay thì tôi đã tìm thấy một ngôi làng và với trình độ ăn cướp từ khi mới lọt lòng của tôi thì tôi đã loot hết đồ của cái làng này. Và tôi đã mua thêm bone, đây tôi có 20 ultra bone, loot được một cái scroll, hai cái hoa thạch. Và tôi nhận ra một điều là hoa thạch ở trong này bán được giá phết anh em ạ. Đó, mỗi cái 2000 tôi chắc tôi bán luôn á, bán luôn chứ tầm này tôi vẫn chưa đủ đồ để mà tôi chế mấy con Pokemon qua hoa thạch rồi. Ngoài ra thì ở đây còn có một cái gym, nhưng mà cái gym này thôi để từ từ. Ui, mèo, hello mèo. What's up bro? Ok. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng, từ từ, bình tĩnh và từ tốn. Sleep powder. Rồi nó đã đi vào giấc ngủ. Và repeat bone thử coi. Chết mẹ lỗi luôn rồi. Fuck. Ok, ý nó tỉnh rồi. Sao tỉnh nha này. Và chúng ta lại cho nó vào giấc ngủ một lần nữa. Và lần này chúng ta sẽ cho Faroaki ra. Ok, ta sẽ ra được tí xe nào luôn rồi. Bro. Đây một cái hiu cái à. Ủa cái gì vậy? Ủa cục lại dần tan gì vậy? Ô chết mẹ rồi, ui xong rồi dính hacker rồi. Rồi má máy chắc tôi dính virus cũ rồi, gặp con gì kỳ vậy? Ảo quá, Hero Pride nhập server rồi anh em ơi. Crocodile. Con này chắc bên bên One B đi qua này. Ý, anh trai, từ từ. Hút xong con này cái đã. Thôi, kệ nó. Ý, Flygon. What the fuck? Holy shit, sao tại mấy con xịn xịn này? Không, thật ra cũng không xịn lắm. Tôi phải diễn tả đúng là nhìn nó tật gì vậy. Rồi thì tôi nghĩ con này chúng ta nên dùng chim ha. Một con Tutonator. Rồi, hãy đi vào đây anh bạn ạ. Vào đây. Vào con mẹ mới đi, ok, hay lắm, giỏi. Tôi lại gặp cái cụ lờ này. Tôi vẫn không biết cái này là cái gì ha. Cứ thử đào xuống rồi nhưng mà nó không có gì ở dưới hết. Tôi sẽ còn phải tìm mấy ông Moviliner chứ bây giờ Pokemon của tôi level chiêu thức nó có yếu kiểu gì á. Chào cậu. Này cậu ơi. Ủa level 35. Con Lyron hình như là một level nữa là nó tiến hóa rồi thôi. Ý vậy thì có con ấy à. Oh hello bro. Level 21 hả? Hơi thấp hả? Rồi nó chết luôn rồi. Tôi tưởng nó level cao cao tí rồi tôi còn hốt. Ui cái quần què vậy. What the fuck. Adu, đứng từ sau nhìn cái là lỗi liền mẹ. Cánh tàng hình liền. Đồng quá. Ok, đây rồi, Lyron đèn tiến hóa. Vậy chúng ta đã có được con Aron. Ok. Ôi, what the fuck. What the hell. Tôi biến hình con Aron luôn rồi. Vậy liền. Hey. Hello, chào các cậu, tớ là Aron. Còn cái cậu chuẩn bị ăn đắp của tớ đi, nhìn đắp tay đồ vậy là tăng. Frogadier. Oh yeah. Má nhìn tướng đứng nhìn phiền vậy là. Ok. Ê từ. Tôi thấy cái gì đó sai. Bây giờ tôi mới để ý cái này. Oh fuck. Ôi dạ sao ta? Làm sao tôi lấy cái này? Chắc nó cũng cần phải có công cụ hay cái gì đó. Ủa tôi bắt rồi hả? Yeah. Cái mẹ nó bắt hai con cũng được. Quan trọng là con này tiến hóa rồi. Yeah man. Đây rồi, chúng ta đã có một bạn Golurk. Ok, con này thì có thể bay được. Chết mẹ sao? Ô cái gì ơi tục quá đâu mà. What the fuck? Cái gì sao nhìn nó tục vậy? Được ông ơi. Má tục quá. À, vừa tục vừa khắm nữa. Rồi bây giờ thì tôi đã có thể vào đây tôi sống khô máu như thế này rồi. Tôi bay ra đây. Ô sao tại mấy chị mặc áo hở hang không vậy? Mấy chị tính làm gì em? Mấy chị ơi, em chỉ là một học sinh 17 tuổi thôi. Mà ra nó sáng chói luôn. Ôi, Latios. Cái mẹ cái gym đi, Latios kia. Holy shit, cái gì vậy? Latios ơi, em ở đâu? Em ơi, em nhà ở đâu thế? Nó kêu là ở Big Ocean thì đây là Big Ocean. Mà cái khúc nào của cái Big Ocean thì tôi đéo biết. Để tôi bay vòng vòng thử coi. Tự nhiên nhìn cái này nó tục quá. Tự nhiên mình chui dưới hán con này nó bay thì hơi kinh. Đầu phòng nó giờ tôi mất con Latios rồi. Tôi vẫn không biết là làm sao để mà tải cái game shot của cái phần generation này về nha anh em. Thôi chúng ta sẽ vào gym tiếp. Tiện thể thì ở đây người ta dùng Pokemon tiền sử là nhiều nhỉ. Chắc đây không phải là gym đá đâu, gym hóa thạch ấy. À mà tiện thể nói về mấy con tiền sử thì dạo gần đây tôi đang có chơi một cái tựa game là Big Araka. Cái series đó cũng khá là vui, anh em có thể qua xem thử.
level 26 rồi anh em ơi. Mà nó còn đông quá. Con Floradier của tôi nó ra nước này giờ mà chưa hết. Nó ra mấy nước luôn, nó quấn hoài luôn, cả tấn, cả lít nước rồi. Không kiềm chế được, cứ bắn tùm lum vậy thôi. Ừ mắn đông quá. Floradier nó bị vắt kiệt rồi. Rồi bây giờ tôi tới chỗ chủ hội quán rồi đây. Đâu? Chào chị, ô chị này cũng mặc áo hở hang à? Sao cái gym này nhiều người mặc áo hở hang thế nhỉ? Gym hóa thạch chứ không phải gym nước đâu mà mấy bạn mặc áo hở hang thế. Mấy bạn có biết là làm như thế tôi khổ lắm không? Tôi phải kiềm chế con quái vật trong người lại. Rồi, gym này rất là đơn giản. Ok. Rồi, bây giờ thì Frogadier tôi đã mạnh đến mức mà tôi có thể chơi được mấy con cá sấu này một mình rồi. Ồ, chết mẹ, mới nói xong. Ê, bà mẹ nó. Ok. Đó, chuẩn chưa? Tinh chuẩn. Ê, phải không? Đúng rồi, mẹ nó ơi. Con Infezen này còn phải học nhiều chiêu tấn công hơn chứ hiện tại thì chiêu tấn công hơi ít. Ok, con Swampert là Pokemon Starter của tôi. Hammerarm. Ok. Rồi, hết rồi. Moonshot hả? Moonshot cũng được hả? Moonshot, đây. Sharp. Hồi phát ông đi rồi. Ê, bên này có con gì vậy? À, con mức Alola. Chào bạn mức Alola, mình là con người đến từ Việt Nam. Level 34 rồi anh em ơi, còn 2 level nữa thôi là chúng ta có con Greninja. Timber. Ok. Ê, chim cha nè, hello chim cha. Chào chim cha nhá, tớ là chim bố. Và ok, xong. Rồi vậy là tôi đã có một con chim cha. Và xong.